Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùi Giò. Mình là Vi Tào Lão, chào mừng đến Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tà Ly. Đây là sân chuồng bò đường An Hội với Lê Đức Thọ, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là 19:30 giờ địa phương chuồng bò. Với sự xuất hiện của thần đồng idol Linh Nhỏ, một thời vắng bóng, đã xuất hiện lần đầu tiên tại chuồng bò Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Sân của Nhất Tài. Được chứng bằng đồng kính của Lâm là Nhân Mập và Đồng Đen kết hợp với nhau. Còn bên kia là Linh Nhỏ, thần đồng idol, 1-2. Bên hai chấp lại một điểm. Hiện tại bây giờ là lửa đang canh lim bên đây cho bên hai. Và bên đây là Tài Nhỏ cũng đang canh lim cho Nhân Mập bên đây. Và Đồng Đen. 0-0. Xin lỗi các bạn. 1-0. Anh 12 hay 13 lưu động. Chấp 1 để 12 tới luôn nha các bạn. 1-0. Linh Nhỏ bóng mai chạy. Action. Một công. Cả sân đang nín lặng chờ xem điều gì đang xảy ra. Nhân Mập và Đồng Đen là hai cầu thủ trẻ đang lên rất lên. Dò gà cho Nhân Mập. Đẳng cấp pha bóng vừa rồi của Nhân Mập. Các bạn à. Một đều. Ơi các bạn mình nhóm đó đừng xài đang mạch giùm coi mang xe bóng hay đây. Ok, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xe bóng hay các con ơi, chú xin kia nha. Ok. Hiện tại bây giờ là 19:30 giờ địa phương chuồng bò sân của Nhất Tài. Lần đầu tiên idol thần đồng với trẻ Linh Nhỏ đã xuất hiện trở lại. Đây là cái nhóm của bò. Mẹ ơi cứu con. Boss bò. Mẹ ơi cứu con. Đây. Đây là Vinh Tê Tê. Đây toàn bộ khán giả hiện tại bây giờ đang có mặt rất sân rất đông. 19:30 rồi. Tính theo giờ Việt Nam. Quá ghê. Đang vô hàng và vô hàng. Tỷ số tại giờ là 1-1. Đang nghiêng về cho bên hai Đồng Đen và Nhân. Quá ghê cho Đồng Đen các bạn à. Một pha giật bóng quá ghê. Đẳng cấp của Đồng Đen giống như Long Kỳ ngày xưa. Đây là thương hiệu của Long Kỳ lan tỏa khắp nơi. Những cú giật kỳ ngày nào của Long Kỳ. 2-1. Đang nghiêng về cho đây. Quá ghê cho Nhân Mập. Một pha đẳng cấp vừa rồi của Nhân Mập, phong vừa rồi. Hai đều. Hiện tại giờ dưới quê quốc lộ 91 xã An Hòa, Châu Thành, An Giang, sân Lina Cambodia hiện tại đã đi vào hoạt động. Các bạn nào ở vùng quê Châu Thành, An Giang hãy đến sân Lina Cambodia nhé. Quốc lộ 91 lấy tên là Lina Cambodia, quốc lộ 91 Châu Thành, An Giang. Còn hiện đây là sân chuồng bò Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sân của Nhất Tài. Sân này là tổ chức đầu giò 33. Tài Nhỏ rô và sân già lấy giải, thật sự rất ấn tượng. Quá hay cho Nhân Mập. Một cú lăn lê bò lách gì rồi của Nhân Mập, không thể làm gì hơn. Lại là một cú giật kỳ quen thuộc ngày nào của thần đồng Linh Nhỏ, idol với trẻ. 3-2. Bi bay. Ôi xin lỗi bạn, baby. 3-2.
lại là những câu quen thuộc của Linh Nhỏ và Bông vừa rồi. Thiếu cảm giác và Bông vừa rồi. Đây là tài nhỏ. Tài nhỏ đang kinh lên cho Nhân Mập và Đồng Đen. Ba điều bay bay. Quá hay cho Nhân Mập. Lại là Đồng Đen. Lại là Đồng Đen đánh bóng ra ngoài. Còn đây là Lửa Lửa đang canh liêm cho Đồng Đen. Còn bên đây là Tài Nhỏ. Tài Nhỏ đang canh liêm bên đây cho Nhân Mập và Đồng Đen. Tỷ số tại giờ là 4-3. Buôn Bay đang nghiêng về cho Linh Nhỏ. Buôn Bay. Bốn ba. Đang tuyệt vời bóng vừa rồi của Nhân Mập các bạn ạ. Một pha quá tuyệt vời vừa rồi của Nhân Mập đang tuyệt bóng chạm dây trên viền. Bóng không qua lưới pha bóng vừa rồi. Sau khi Linh Nhỏ đã đứng hình. Năm ba. Năm ba. Linh Nhỏ sau khi thi đấu cùng Sang Phan Rang tại bóng chuyền Thượng Lợi, hiện tại bây giờ Linh Nhỏ lần đầu tiên có mặt tại Chuồng Bò Gò Vấp. An Hội Lê Đức Thọ, sân của Nhất Tài. Đẳng cấp, đẳng cấp pha bóng vừa rồi của Nhân Mập. Thật sự một pha quá đẳng cấp của Nhân Mập vừa rồi. Các bạn thấy như thế nào? Những cú rương vừa rồi của Thanh Nhỏ, Linh Nhỏ thật sự không được tốt các bạn ạ. Những cú rương vừa rồi không được tốt. 4-5. Tỷ số tại là 4-5. Rất kề cận, rất hay. Tỷ số tại là 4-5. Buôn Ram. Hả? Giò gà cho Đồng Đen. Đẳng cấp ba bóng vừa rồi. 5-5. Đây là Tài Nhỏ. Cất nhà 3-8 rồi. Chuẩn bị cất nhà 4-8. Xin chúc mừng Tài Nhỏ. Hả? Rapsimer, Simon thịt cho. 5-5. Lại là những cú quen thuộc giật bóng của Linh Nhỏ. Các bạn bên kia đừng có nói đang mạch An Lợi giùm coi. Nguy hiểm quá. Ok. Lại là Đồng Đen đánh bóng không qua lưới. 6-5. Đây là set bóng này là bên hai chấp bên Linh Nhỏ một điểm nha các bạn. Các bạn thấy như thế nào? Trước đây những cái clip mà Linh Nhỏ từng chấp các bạn ngoài Nha Trang Cam Ranh 1-3, 1-3. Còn hiện tại bây giờ Linh Nhỏ 1-2. Chỉ là Nhân Mập và Đồng Đen, hai cầu thủ trẻ đang lên rất lên của Chuồng Bò. Có thể nói là Nhân Mập là một trong những cầu thủ rất phát hiện của 2023. Thịt nhiều hơn, nặng nhiều hơn các đối thủ khác. Sáu năm. Trận đấu quá hay, quá hấp dẫn rồi.
Cả sân đang đánh lặng rồi. Ram ui ram. Cái gì cũng ram, sườn ram. Ê trời ơi con ơi, nhà cơ ơi, cha chú kìa cơ ơi. Tiếp hai con lâu lâu mới được cái pháp chẳng con. Sorry. Các bạn thấy không, các bạn đã từng xem Linh Nhỏ 1:3 tại Cam Ranh, Cam Ranh Nha Trang, thì đây chỉ có Nhân Mập và Đồng Đen thôi, hai cầu thủ mới xuất hiện 2023. Do gà cho Đồng Đen quá ghê. Thật sự quá tuyệt vời, pha bóng vừa rồi cho Đồng Đen quá hay, quá hay cho Đồng Đen. Sáu đều. Tỷ số tại giờ là 6-6. Lại là những cú giật quen thuộc. Dò gà cho Đồng Đen. Quá hay. Quá hay cho Đồng Đen, quả bóng rồi, quá hay. Quá hay. Thật sự Nhân Mập và Đồng Đen quá tuyệt vời sau pha bóng vừa rồi. Các bạn hãy chờ xem Linh Nhỏ có cảm giác như là đuối sức rồi các bạn à. Thật sự Linh Nhỏ cảm giác rất đuối sức rồi. Bên kia là Thanh Nhỏ đang động viên cho Linh Nhỏ bên kia. Trận đấu quá hay, quá hấp dẫn. Anh không bao chứ mà, anh la rồi đổ. Quá tuyệt vời các bạn ơi, quá hay. Quả bóng vừa rồi của Đồng Đen. Tỷ số tại giờ là 7-6, đang nghiêng về cho bên hai. Đây là set bóng mà bên hai Đồng Đen và Nhân Mập chấp Linh Nhỏ một điểm nha các bạn. Linh Nhỏ điểm điểm luôn rồi, 12 tới. Hiện tại giờ bên hai đang gác 7-6. À, các bạn nào có thắc mắc về quê quán của Linh Nhỏ thì để làm nói sự Linh Nhỏ các bạn biết. Số 9, số 10 Châu Thành và Chi Tôn của An Giang. Còn pha bóng vừa rồi lại là một pha thiếu cảm giác rồi của Linh Nhỏ các bạn à. Đang tiếc pha bóng vừa rồi của Linh Nhỏ. 8-6 đang nghiêng về cho bên hai. 8-6 đang nghiêng về cho bên hai. Hiện bây giờ là tỷ số là 8-6 đang nghiêng về cho bên hai các bạn ơi. Các bạn thấy với xe và le và xe, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xe và le và xe. Để làm hiện tại có bán sản phẩm Lip Row. Toàn thấy sạch không có mua, mà sạch không có mua. Bán không thấy mua, toàn là sạch không. Xin lỗi các bạn, sạch muốn tét ra, sạch hết chai, không thấy mua, toàn là sạch thôi. Tỷ số vậy là 8-6. Rambay Ramui 8-6. Bên hai đang gác 2 điểm. Bóng ra ngoài. Nhân Mập vừa rồi đánh bóng ra ngoài, đáng tiếc các bạn à. Tỷ số tại giờ là 7-8. Tỷ số tại giờ là 7-8. Rambay. Bên hai đang gác bên một điểm. Ôi trời ơi, nhà cơ con ơi. Dò ga, Đồng Đen đang tiếp một pha bóng vừa rồi của Đồng Đen. Các bạn thấy như thế nào? Một pha có thể nói là quá tuyệt vời cho Đồng Đen.
một pha ngoái tay lái tay của đồng đen, một pha lái tay đi vào lòng người của tài nhỏ. Tài nhỏ đứng hình luôn. Một pha lái của đồng đen đang tiếp phần bóng con các bạn à. Linh nhỏ có cảm giác hết pin rồi các bạn à. Thật sự Linh nhỏ có cảm giác hết sức rồi. Tỷ số tại giờ là 8 đều. Rambay. Trận đấu đang quá hay rồi. Ai sẽ vào bờ đây? Còn đây là cái nhóm rất ghê gớm hàng ngày tại chuồng bò. Đẳng cấp pha bóng rồi của Văn Mập các bạn à. Một pha quá đẳng cấp rồi của Văn Mập các bạn ơi. Một pha quá đẳng cấp thật sự các bạn à. Quá đẳng cấp pha bóng rồi của Văn Mập. Mỗi quả bấm Văn Mập đánh, tài nhỏ có thể rơi tim bất cứ lúc nào. Tài nhỏ có thể thoát tim, rớt tim bất cứ lúc nào với những pha giật của Văn Mập. 9-8, quá hay, trận đấu quá hay. Tỷ số tại giờ là 9-8, đã nghiêng về cho đồng đen và Văn Mập. Quá may mắn pha bóng rồi của Linh Nhỏ. Một pha quá may mắn rồi của Linh Nhỏ. Bóng giặt lưới các bạn rất khó chịu. Và Văn Mập không thể làm gì hơn. Nhân Mập không thể làm gì hơn pha bóng vừa rồi. Chinh đều. Tờ Giới Sinh Thành đang hay. Chinh đều. Cả sân đang đánh lặng hết rồi. Đẳng cấp pha bóng vừa rồi của Linh Nhỏ thật sự các bạn à. Đẳng cấp pha bóng vừa rồi, quá hay cho Linh Nhỏ. Pha quá đẳng cấp vừa rồi của Linh Nhỏ. Đẳng cấp pha bóng vừa rồi của Linh Nhỏ. 19. Trận đấu quá căng thẳng rồi. Quá hay cho Văn Mập pha bóng vô đây. Linh Nhỏ đang đánh chiến thật trẻ vừa. Đang đánh chiến thật trẻ vừa giữa đồng đen và Văn Mập. Lại là Linh Nhỏ đến bóng không vào lưới. Lại là Linh Nhỏ đến bóng không vào lưới. Tỷ số tại là 10 đều. Lại là Linh Nhỏ. Thiếu cảm giác pha bóng vừa rồi. Một cú giật kỳ thiếu cảm giác rồi của Linh Nhỏ. 11-10. 11-10. Đây là tài nhỏ Bách Bảo Đồng Đen. Các bạn biết tài nhỏ ở đâu rồi đấy. 11-10.
Kết thúc chương trình đài truyền hình ra đây hết. Kết thúc chương trình đài truyền hình ra đây hết. Kết thúc. Thật sự quá tuyệt vời cho Đồng Đen. Quá tuyệt vời cho Đồng Đen. Hết pin. Thật sự linh nhỏ. Hết pin các bạn à. Không chịu nổi Đồng Đen và Nhân Mập. Xin chúc mừng Nhân Mập. Ói cơm và ói canh. Ói cơm và ói canh.